Phương Hạc Đệ và Bạch Kính Đình đồng loạt mở tiệm bánh, dân tình liền che mắt, chỉ bào tiền Phan là giỏi. Ngoài diễn xuất, các diễn viên Cbiz còn được đánh giá có đầu óc nhanh nhạy khi mở cửa hàng bán cà phê hay bánh ngọt. Tuy nhiên mới đây, cửa hàng của Phương Hạc Đệ và Bạch Kính Đình gây tranh cãi vì giá cả cũng như chất lượng. Cụ thể, tiệm bánh ngọt mới mở thuộc chuỗi thương hiệu cá nhân của Phương Hạc Đệ đang bị rất nhiều cư dân mạng chê về giá. Cụ thể, một ổ bánh mì ở đây có giá từ 88 đến 118 nhân dân tệ, tầm 340.000 đến 400.000 đồng, bị cho là tương đối cao so với mặt bằng chung. Tuy nhiên, không ít người lại cho rằng, khách hàng của nam nghệ sĩ thường là người hâm mộ, nên họ sẽ không quan tâm về giá cả, chỉ mong những sản phẩm mà nghệ sĩ bán ra có chất lượng tương xứng với giá thành. Trước sự việc gây tranh cãi này, Phương Hạc Đệ cho rằng, số bánh một ngày làm ra ở cửa hàng là có giới hạn, là 100 cái. Ổ bánh thực tế khá lớn chứ không hề nhỏ, mua một ổ còn được tặng thêm nhiều phần quà từ các thương hiệu liên danh hợp tác. Nếu không mua cả ổ, có thể chọn mua một lát bánh và nước, với giá 48 tệ, thì khách hàng vẫn được lợi hơn. Ngoài ra, cửa tiệm nằm ở thành phố Thượng Hải, nên giá thành của bánh không thể rẻ hơn. Bên cạnh đó, một số cư dân mạng bắt đầu lôi thêm những nghệ sĩ khác như Bạch Kính Đình, với sản phẩm thương hiệu cá nhân kém chất lượng và giá bán cắt cổ. Theo đó, những chiếc bánh quy do thương hiệu của Bạch Kính Đình sản xuất rất dễ thương và có 2 chiếc với giá 21 nhân dân tệ, hơn 150.000 đồng. Bên dưới bình luận, nhiều người cho rằng mức giá này thật sự quá chát so với ngoại hình thực sự không quá bắt mắt của chiếc bánh. Song, cũng có người cho rằng giá cả công khai nên có mua hay không đều là quyền của người tiêu dùng. Triệu Lệ Dĩnh chạm tới đỉnh cao nhan sắc nhờ tăng cân. Triệu Lệ Dĩnh hiện là một trong những tiểu hoa 85 đình đám nhất Cbiz với lưu lượng thuộc hàng top. Nữ diễn viên gây ấn tượng không chỉ nhờ kho tàng phim ảnh đồ sộ, mà còn với vi dù ngọt ngào kiều diễm. Dù đã ở ngưỡng cửa U40, sau gần 20 năm ngục lặng trong làng giải trí, người đẹp sở kiều truyện vẫn duy trì được sức hút của mình đối với khán giả, là thỏi nam châm truyền thông mỗi lần cô xuất hiện tại các sự kiện. Mới đây nhất, mỹ nhân gốc Hà Bắc đánh úp thảm đỏ sang Tin House, với tạo hình như tiên tử bước ra đời thực. Triệu Lệ Dĩnh diện lên mình bộ đầm 2 dây đính pha lê sáng chói cả một góc sự kiện, nằm trong bộ sưu tập xuân hè 2024 của nhà mốt Elizabeth, với thiết kế xẻ tà, vừa thanh lịch thước tha mà không kém phần quyến rũ. Mỹ nhân đình đám khiến dân tình khó có thể rời mắt. Cô lựa chọn kiểu tóc búi thanh tao, kết hợp với lối trang điểm nhẹ nhàng, tôn lên nước da trắng ngần và vẻ đẹp kiêu sa đài cát. Cư dân mạng tiếp tục dành nhiều lời ngợi khen cho vi dù qua cam thường, xinh đẹp đỉnh nóc kịch trần của Triệu Lệ Dĩnh. Nữ diễn viên sáng bừng giữa rừng fan đông đảo quay kín cả một trung tâm thương mại. Nhiều ý kiến cho rằng Triệu Lệ Dĩnh tăng cân nhẹ, có da có thịt như thế này mới tràn đầy sức sống, tươi tắn hơn rất nhiều. Ngoài ra, Sina đưa tin Triệu Lệ Dĩnh có mặt tại Nam Kinh, Trung Quốc để tham dự sự kiện thương mại. Người hâm mộ nữ diễn viên đã xếp hàng từ 4 giờ sáng đến 16 giờ chiều mới được nhìn thấy Triệu Lệ Dĩnh. Tuy nhiên, dù vất vả, họ không dám rời chỗ vì có quá đông người tới sự kiện. Một người hâm mộ chia sẻ, từ tầng 1 đến tầng 8, tầng nào cũng toàn người là người, mỗi tầng đều có hơn chục bảo vệ. Tôi muốn nắm Triệu Lệ Dĩnh, nên mang máy ảnh có chức năng thu phóng với công suất lớn, đến để nhìn từ xa. Tuy nhiên hiện tại không thấy góc nào của sân khấu hết. Ngoài ra, các từ khóa liên quan đến sự kiện của Triệu Lệ Dĩnh cũng xuất hiện trên bảng tìm kiếm nóng của Weibo với hàng trăm triệu lượt đọc. Theo Sina, Triệu Lệ Dĩnh có biệt danh mà fan đặt cho là Triệu Mãn Lâu. Để thể hiện sức hút của cô, mỗi lần nữ diễn viên xuất hiện tại sự kiện công khai, các tầng lầu của trung tâm thương mại đều chật kín chỗ. Triệu Lệ Dĩnh được gọi là nữ diễn viên quốc dân, với độ nổi tiếng toàn quốc cao bậc nhất trong dàn nghệ sĩ. Nguyên nhân là trong hơn 10 năm hoạt động nghệ thuật, Triệu Lệ Dĩnh có nhiều tác phẩm hot, danh tiếng bùng nổ, mà khán giả Trung Quốc nào cũng từng xem qua. Cô đã duy trì sự nổi tiếng của mình trong nhiều năm, thậm chí, khi Triệu Lệ Dĩnh công bố kết hôn, mạng xã hội Weibo đã tê liệt vì số người truy cập cùng lúc quá nhiều. Mỹ nhân Trường Tương Tư Hai được nhận xét đẹp điên, diễn xuất đỉnh chẳng kém Dương Tử. Thời điểm hiện tại, Trường Tương Tư Hai đang là bộ phim hot nhất màn ảnh Hoa ngữ. Mới đây, tác phẩm này tiếp tục trở thành chủ đề được quan tâm nhờ phân cảnh cực ấn tượng của nhân vật nữ phụ phòng Phong Ý Ánh. Cụ thể, đó là cảnh phòng Phong Ý Ánh bị Đồ Sơn Hầu đổ hết mọi tội lỗi dơ bẩn lên người. Cô vốn yêu hắn ta hết lòng, thậm chí cũng chỉ vì hắn ta mà đi sai đường, cuối cùng lại cay đắng phát hiện ra bản chất đê hèn của kẻ mà mình trao trọn cả trái tim. Trong giây phút này, ánh mắt đau lòng, tuyệt vọng, có chút gì đó điên dại của cô, khiến khán giả nổi da gà.
cũng nhờ diễn xuất và nhan sắc của nhân vật này được nâng tầm, khiến khán giả không thể không mê. Thậm chí, có người còn cho rằng, cô diễn hay không kém nữ chính Dương Tử. Phòng Phong Ý Ánh vốn là thiên tài của gia tộc Phòng Phong, cuối cùng chỉ vì yêu sai người mà hủy hoại bản thân, phải dùng tương lai để trả giá cho lầm lỗi của mình, đảm nhận vai diễn này là Hoàng Sáng Sáng. Netizen bình luận về nữ phụ Trường Tương Tư 2, xem đoạn này thấy bả vô danh, mà diễn xuất không kém cạnh nữ chính. Mùa phim hè năm nay có hai nữ phụ rất ưng, là Phòng Phong Ý Ánh và Trưởng Công Chúa của Mặc Vũ Vân Giang. Đoạn này vừa xinh, diễn lại hay nữa, mong chị sẽ được nhiều người biết đến hơn. Mê tiểu yêu, nhưng phải công nhận Ý Ánh xinh thật á, bi kịch vì yêu nhầm người. Xem đoạn này thấy thương cho Phòng Phong Ý Ánh, không lo cho bản thân, chỉ lo bảo vệ cho thằng Đồ Sơn Hầu, cuối cùng bị nó ụp hết tội lỗi dơ bẩn lên đầu. Ánh mắt ngỡ ngàng khi quay lại, nhận ra bản chất kẻ luôn nói yêu mình bấy lâu nay. Ta nói nó đau thấu tâm can, tôi thích kiểu đẹp mà điên như thế này, chứ không phải cứ gào khóc mới là diễn, cảnh này bả đẹp ác luôn. Hoàng Sáng Sáng năm nay 29 tuổi, đã hoạt động được trong làng giải trí được 11 năm, cô bắt đầu được biết đến kể từ khi tham gia sự kiện tuyển chọn nữ thần ngôi sao vào năm 2013. Cũng trong năm đó, Hoàng Sáng Sáng góp mặt ở chương trình truyền hình Thiên Thiên Hướng Thượng của Đài Hồ Nam TV, chính thức bước chân vào làng giải trí. Tính đến nay, Hoàng Sáng Sáng đã tham gia khá nhiều dự án phim, nhưng chưa thể bật lên. Một số dự án đáng chú ý mà cô từng đóng bao gồm Bạch Phát Vương Phi, Lý Nhân Tâm Thượng, Đấu La Đại Lục và Trường Tương Tư. Sao Nhí diễn đỉnh tới mức 7 năm chưa từng thất bại, đóng phim nào cũng thành bom tấn phòng vé. Quy Quy đưa tin, bộ phim điện ảnh Mặt Sát do Vương Truyền Quân, Trương Quân Ninh, Vương Thánh Địch đóng chính, sau 9 ngày ra mắt thu về 600 triệu nhân dân tệ, hơn 2.100 tỷ đồng, hiện là quán quân phòng vé mùa hè tại Trung Quốc. Giới chuyên môn dự đoán, tổng doanh thu của phim có thể lên tới 2 tỷ nhân dân tệ, hơn 7.000 tỷ đồng. Theo Quy Quy, thị trường phim ảnh Trung Quốc đang rất ảm đạm. Không chỉ có các bộ phim truyền hình lượt xem và thảo luận thấp, những tác phẩm điện ảnh được ra mắt trong mùa hè cũng có doanh thu bết bát, như Thành Long đang sa lầy trong vũng bùn truyền thuyết, Mặt Sát là điểm sáng duy nhất trong bức tranh tối màu này. Trong đó, nhân vật Trần Ngữ Đồng của Vương Thánh Địch chính là yếu tố thu hút người xem đến với phim. Trong Mặt Sát, Vương Thánh Địch vào vai cô bé nữ sinh bị câm điếc, tên Trần Ngữ Đồng. Ngữ Đồng làm bạn thân với Huệ Quân, do Từ Kiều đóng, cũng là cô bé có hoàn cảnh khó khăn và bị thiểu năng trí tuệ. Huệ Quân bị một nhóm bạn bắt nạt thậm tệ, không chỉ đánh đập, chúng còn cắt tóc, bắt Huệ Quân ăn. Trong một lần bị tra tấn, cô bé đã rơi xuống lầu và qua đời. Sau đó, người bị bắt nạt chuyển thành Trần Ngữ Đồng. Cha của Huệ Quân là Lâm Tại Phúc, do Vương Truyền Quân thể hiện, lên kế hoạch trả thù những kẻ đã hại con mình. Nhưng thực tế, mọi hành vi của ông đều do Trần Ngữ Đồng đứng phía sau thúc đẩy. Theo Quy Quy, màn thể hiện của Vương Thánh Địch trong Mặt Sát được khen ngợi là rất xuất sắc. Cú phản đòn và thái độ thách thức hả hê của Trần Ngữ Đồng chính là tình tiết nâng tầm bộ phim, khiến người xem bất ngờ và thán phục. Vương Thánh Địch luôn được đánh giá là thần đồng diễn xuất của màn ảnh Hoa ngữ. Cô bé không có nét đẹp dễ thương kiểu hot girl, mà gương mặt trung tính, có thể thể hiện đa dạng vai. Vương Thánh Địch thường nhận những vai diễn phức tạp, nửa chính nửa tà, được ví như bông sen đen, đại boss ngầm, bàn tay phía sau màn, dù tuổi nhỏ, nhưng thông minh và biết cách chi phối người khác. Video đến đây là hết. Hãy cho chúng tôi biết ý kiến của bạn về vấn đề trên bên dưới phần bình luận. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của kênh Chuyến Tàu Bát Quái. Nếu thấy hay và hấp dẫn, các bạn hãy bấm đăng ký và chuông thông báo để nhận những video mới nhất nhé.